Chúng tôi nhận được câu hỏi của bác Vương Văn Hùng ở Củ Chi. Bác là một người hưu trí. Xin mời bác Hùng lên sân khấu ạ. Câu hỏi của bác Hùng dành cho chương trình. Trong đánh Mỹ Ngụy ta dùng ba mũi giáp công. Trong cuộc kháng chiến, trong đánh Mỹ Ngụy, ba mũi giáp công, nhưng khi giải phóng thì lại không có xương kết tổng kết, mà hình như quên lãng mảng binh vận. Đây là một câu hỏi khá là thú vị, và câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng là nhường lại để cho một cái cơ quan chuyên môn nào đó trả lời, vì chúng ta thì không đủ năng lực, không đủ tầm. Và tuy nhiên thì chúng tôi vẫn muốn mời bác Vương Hùng lên. Thưa bác, khi bác đặt câu hỏi này thì em có cảm giác rằng là bác chính là một người đã làm công tác binh vận. Đúng, bác cầm. Và nhân đây thì em rất là muốn bác chia sẻ một cái mảng mà đúng là rất ít người biết đến, và thỉnh thoảng nếu như có những câu chuyện về binh vận thì nó thường được xem như là một cái huyền thoại. Thì em rất là muốn bác chia sẻ về cái công việc này của mình, những cái chuyện cụ thể hay là tóm lại những gì mà bác có thể chia sẻ được. Xin mời bác ạ. Xin chào các anh với các chị với Vin Vin Việt Nam. Vậy đúng chưa? Vậy có nói được rồi đấy ạ. Bác gái gần lại. Tôi rất hân hạnh là được dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tôi chính lớp hồi xưa, hồi trước đi vô tham gia cách mạng thì tôi làm cái ngành binh vận. Mà bây giờ những hầu đó thì đảng ta luôn luôn nói là cái ngành rất là quan trọng, đánh giặc ba mũi giáp công, quân sự cũng là một mũi, binh vận cũng là một mũi, chính trị cũng là một mũi. Thì như vậy á, là cái mũi binh vận á là đảng nhà nước mình coi rất là trọng. Thì cụ thể là ngay cái quyền Củ Chi á, thời kỳ ác liệt luôn vậy á, chứ những cây súng mà có đầu tiên á, thì cũng của binh vận là tạo ra, tức là vận động binh lính á, nó mang ra với cách mạng mình. Từ cây súng gạt pin cho tới cây súng trung liên cũng là binh vận là lấy đầu tiên, rồi mới trang bị cho bộ đội địa phương. Rồi tới cái vụ mà đánh đồn đánh bót thì cũng nhờ cái nội tiến. Nội tiến là binh vận tổ chức, con em của nông dân mình đi, nó bị bắt ép vô lính, nó làm nội tiến, nó mới dẫn lực lượng mình vô đồn để đánh đồn, lấy đồn. Thậm chí có những cái đồn á, ngay bản thân tôi á, đi kêu gọi nó riết, là đi cùng với anh em á, là kêu gọi riết là nó ra nó hàng nguyên cái đồn bằng mấy tên 568 á. Rồi còn cái ngành tôi á, trong 568 á, thì cũng bức hàng được một cái nữa, là coi như vậy là chỉ dùng cái mưu kế tay không mà lấy được hai cái đồn, kể cả toàn bộ vũ khí hết. Thì cái đó đó nó có kết hợp cái mưu trí hù dọa. Như ngay cái đồn ở Phước Vĩnh An của huyện Củ Chi á, thì sát bên cái đồng dù, cách đồng dù cỡ chừng cây số thôi. Thì như vậy là cái năm Mậu Thân á, lực lượng mình xuống đường đánh với này lung rồi, nhưng mà trên đó đó thì binh sĩ Ngụy nó rất là hoang mang. Mà trưởng đồn đó thì phải nói là cũng ác ôn, mà cha mẹ gia đình nó thì ở tại ấp đó. Thì cái ban binh vận kết hợp với địa phương á, mới về đó mới nghi binh là đi vận động bà con nấu cơm
nấu cơm vắt cho bộ đội, nấu cả ngàn vắt cơm. Mà đi vận động là vận động coi như là mình á, thì cái ý đồ mình vận động để cho nó lòi xì cái tin ra cho nó hoang mang. Nhưng mà thực ra đó, thì vận động á, thì vận động nấu thiệt chứ không phải vận động để là cho có vận động, mà nấu nấu cơm thiệt. Rồi nấu cơm rồi dắt rồi đó, người ta mới đi kêu lấy, đi kêu mình nhận. Thì nói bộ đội bữa nay về chưa kịp, thành ra không có nhận. Thì như vậy cái tin nó vô tới cộng đồng. Rồi tới cái bữa mà kết thúc đó, là cái đêm đó mới đốt đèn đốt đuốc, mới mời hết gia đình của lính tráng ở khu vực đó, mà có con đi lính trong đồn, kể cả mẹ cha mẹ của trưởng đồn lại đó, rồi mới kêu gọi nó. Kêu gọi nó thì thỉnh thoảng mình cũng có, hào đó cũng có bộ đội địa phương cũng có những cái khẩu B-40 rồi đó, rồi đốt đèn đốt đuốc, rồi thỉnh thoảng bộ đội mình cứ đi qua đi lại sàn sàn cho trong đồn nó dòm ra thấy vậy đó. Rồi hù riết á, rồi bắt đầu nó mới chịu ra tiếp xúc với mình, chịu ra. Nhưng mà để là mấy thằng là giữ súng máy trên lô cốt nó không chịu xuống, mình kêu riết tới chừng trưởng đồn nó ra rồi tìm mình tìm cách á, mình án ngữ lại gia đình của nó, án ngữ cái cửa không cho vô, rồi riết nó kêu gọi thằng đó xuống luôn. Thì như vậy trong cái đêm nó lấy được cái đồn khoảng 32 tên. Nhưng mà sau này cái thằng trưởng đồn đó lại mình về đơn vị của tôi là Bình Dận á, giáo dục học tập, rồi nó tình nguyện nó tham gia cái tiểu đoàn địa phương, tiểu đoàn bãi hồi đó Củ Chi là nổi tiếng là tiểu đoàn bãi. Thì như vậy á, là cái ngành Bình Dận á, là nó rất là quan trọng. Còn cái đồn mà ở Tân Thành Tây á, cũng trong cái dịp năm 68 thì tôi đi cùng với anh em địa phương, bộ đội địa phương vô đó rồi kêu gọi nó riết. Mà hồi đó đó tôi là cầm cái máy phát lo, tôi lo, tôi là cái đội tuyên truyền của ban Bình Dận, thì tôi cầm phát lo tôi lo. Thì nói đúng ra hồi đó đó thì đi lo lại cái đồn đó, mình lại cái đặt cái lo cách cỡ chừng 200-300 mét vậy đó, là mở máy ra lo là nó bắn dữ lắm. Nhưng mà tôi đúng ra tôi cũng suy nghĩ, tôi nói dù nó là ngụy quân ngụy quyền thiệt, nhưng mà lại kêu hỡi anh em ngụy quân ngụy quyền là nó bắn liền thôi, không có nói sao nó không bắn hết á. Ngay cái ban Bình Dận của quyền của khu đó, nó cũng có cái đội lo. Mà tới cái lúc mà hiệp định Paris là về là lo cái tụi mà đi lấn chiếm ở ngoài á, là lo là nó bắn không có nói được gì hết á. Thì cái ông phó ban Bình Dận của khu mới kêu tôi dắt cái đội tôi về, là chỉ có 3 đồng chí thôi, tôi với 2 đồng chí nữa là mang máy mang lo rồi này kia với bảo vệ rồi đó. Thì về đó lo, thì tôi mới nói với mấy ông, tôi nói mấy anh cứ lợi nghị quân nghị quyền là nó bắn hả, rồi hỏi chứ sao mà mày nói sao nó không bắn. Tôi nói tôi kêu là anh em binh lính sĩ quan thuộc chế chính quyền Sài Gòn thì có đầu tiên nó cũng bắn, nhưng mà tôi nói chút xíu là nó nghĩ nó nghe, là chỗ nào cũng vậy, tôi nói vậy là nó nghe hết, nó không có bắn. Nó nói chung nó bắn nhưng mà nó bắn rất là ít. Thì tôi mới nghiệm ra là cái anh em là trong đồn đó đó có những cái tên ác ôn, thì nó không muốn cho lính nghe, nhưng mà lính thì nó muốn nghe. Tôi mới nói tôi biết rằng trong cái đồn anh em có nhiều người muốn nghe, nhưng mà có những cái người thì rất còn trung thành với chính nghĩa quốc gia, cho nên nó là không muốn nghe. Thì đề nghị mấy anh em phải nói sao cho những người đó đừng có bắn để cho anh em nghe. Thì nói riêng hai bắt đầu nó nín, tôi nói tới cuối cùng thôi, nói tới hết rồi thì mở
máy nghe ca nhạc hoặc là dòng cổ rồi đó. Hầu đó có cái bài ca là Về Đi Anh kêu gọi binh lính đó. Thì nó cũng mê nghe đó. Đó thì tôi nói cái vụ mà cái đồn ở Tân Thành Tây á, mà lúc đó là tụi tôi về đó là lấy được cái đồn đó đó. Thì nó ra hết phải là 32 tên. Bữa đó cái thằng trưởng đồn nó đi phép, đi nghỉ Tết không có nhà. Thì còn lại lính. Trong đó cũng có 4-5 tên ác ôn. Thì tới chừng ra rồi á, thì lính nó mới chỉ mình những tay ác ôn đó. Mấy tay ác ôn đó thì đúng là nổi tiếng, cho nên mình xử luôn. Xử mà xử kín chứ không cho cái lính biết. Còn số lính đó, đó thì chính thang tôi, đích thang tôi là dắt về cứ. Mà đi thì bây giờ kể cho mấy bạn nghe là nó cũng rất là phiêu lưu, mà rất là cũng không liều mạng chứ còn không nói sao đó. Tôi với cậu bảo vệ với tôi nữa, với lại một cậu du kích của ngay cái xã đó, cho để áp thải dắt đúng đi. Mà đi á thì qua cái con rạch, nói con rạch nhưng mà thực tế về ngang nó cũng cỡ hai mấy 30 mét vậy, mà nước sâu mà nước cũng chảy xiết, mà trong khi đó là lính không biết lội, không biết bơi. Đi tới đó rồi á, tôi nói giờ bơi qua, lính nói giờ tụi em không biết bơi. Thì đi lấy dây cột lại, bị sợ mình đi, mình có 3 người thôi, cho nên nó sợ, nó cứ cột tay này dính tay kia. Đi tới đó là tôi không biết tính sao, tôi mới nói là thôi bây giờ du kích nó biết lội, nó biết bơi, tôi cũng biết bơi, cậu kia cũng biết bơi, nhưng mà chỉ có lính là 23 người lính là không biết bơi. Cho nên tôi mới kêu nó, lúc đó đập lúa rồi mà rôm nó nhiều lắm, tôi mới kêu nó đi lại bó rôm, bó nhiều, bó rôm vậy, bó lại cục bự vậy, rôm nước nổi, mới rút dây dù ra, dây dù dẫm đó, rút ra, cậu du kích mới lội bao bên kia, mới cột cái bó rôm đây, cột bó rôm đây á, là mới cho lính nó xuống bu là cách quải 8 thằng gì đó, bu nó lâu ra, là bắt đầu lâu lại cứ vậy mà làm mà đưa qua hết được. Đó, nói cái cách mình vận dụng đó, cái hầu nó bí rồi đâu có biết làm sao. Thì như vậy là để nói rằng cái ngành binh dành đó, nó rất là quan trọng. Nhưng mà tới giải phóng rồi đó, thì cái ngành này nó giải tán, cho nên không còn cái người mà chốt bu để rồi á, tổ chức họp mặt hay là lo cái này cái kia, cái hậu là cũng dặn cho anh em, kể cả thăm hỏi hay bất cứ cái gì đó. Tới sau tới khoảng năm 80 mấy 90 gì đó có họp mặt một lần, mà cái ông phó ban bên dặn của cô thì ông cũng khoảng 80 tuổi rồi, thì lại họp cũng nói 3 điều 4 chuyện, mà cái ngành mà không có nắm gì hết trơn, rồi đi xin kinh phí được ly trà đá thôi chứ có gì đâu. Rồi từ đó tới giờ coi như là bỏ luôn. Thì tôi thấy cái ngành này là hồi còn đương thời thì nó rất là quan trọng, nhưng mà tới chừng mà hết cần rồi thì coi như không ai nói tới hết. Nó rất là suy tư cho cái anh em cán bộ cũng vậy. Thì tôi nói vậy á, nhưng mà tới chuyện sau đó thì tới lúc mà chuẩn bị xuống đường á, thì ở huyện nó nói thành lập cái trung đoàn đất thép. Mà trung đoàn đất thép á, thì nó chỉ mới có là 2-3 cái tiểu đoàn địa phương. Tiểu đoàn của hầu đó là C-15, C-20, C-25 là của 3 cái vùng của Củ Chi á, nó thành lập tiểu đoàn. Rồi còn 2 tiểu đoàn á, thì nó lấy cơ quan rồi du kích lên thành lập 2 tiểu đoàn nữa đó, tiểu đoàn 1 với tiểu đoàn 3. Thì nó rút tôi mới về tiểu đoàn 3 đó, là làm cán bộ khung á.
Thì như vậy là tới chừng mà đi chuẩn bị là bữa 26 tây tháng 4 á, thì nó mới năm 75 á, mới đưa tôi qua tiểu đoàn 2 là còn cái ông mà tiểu đoàn 2 mà cái ông mà cựu của cái địa phương á, bộ đội địa phương á, thì qua tiểu đoàn 3. Thì như vậy á, thì đi xuống đường á là tới bữa 28 tối chiều 28 thì bắt đầu mới hành quân đi, tập hợp là hành quân đi. Còn trước đó đó là nói tập trung, nhưng mà lính thì tập trung, còn cán bộ tôi bữa nào tôi cũng về cơ quan hết đó, cơ quan của tôi á, chứ không có ở đơn vị. Thì vậy cứ sáng á thì kiếm được chiếc xe đạp đi từ chỗ cơ quan tôi tới đó cũng cỡ 5 cây số, cứ sáng là tới cái đơn vị, rồi là tới 11-12 giờ chưa có lệnh gì á cái đi về cơ quan. Cứ vậy mà ngày nào cũng đi cho tới bữa 28 á, thì mấy bữa nay là tập trung đi luôn. Thì như vậy chiều con dắt con vợ mới đi qua cái đồng dù, đi ngang cái chỗ đồng dù á, qua cái sông Lăng Thè đó, thì vậy mới kết bè đi qua. Thì tiểu đoàn tôi á, thì cái nhiệm vụ tiểu đoàn tôi là xuống đánh cái đồn của Tân Thành Đông. Cái đồn đó là nó tăng cường á, là hai đại đội biệt động quân tới đó. Thì như vậy là còn đặc công á, thì xuống đánh chỗ cái bót ở cầu Gián, cầu Sáng. Cầu Sáng là cái cầu mà mình đánh giữ cái cầu để cho xe tăng mình đi xuống Hóc Môn á. Thì như vậy là tụi tôi hành quân đi xuống tới vô trong ấp chiếm vô đó rồi á, là tiếp cận vô tới cái đồn rồi đó. Thì như vậy là đặc công nổ súng đánh dưới rồi, còn tụi tôi đến đây mới vừa chiếm trận địa thôi. Thì bố trí đào công sự rồi này kia nọ rồi đó, thì khoảng 5 giờ mới nổ súng. Nổ súng thì mình đâu có biết sao, nó có cái đường hầm mà nó xuống cái đường xe hố, nó chạy xuống sông, chạy ra sông Sài Gòn. Ở đây mà đánh vô không có gì hết, nhưng mà anh em mình cũng phải bị thương vong vì cái trái gài đó. Thì nói chung ngày hào đó ngày hôm chuẩn bị đi thì anh em cũng có suy nghĩ nhiều thứ lắm, từ cái trận năm Mậu Thân á, là giờ cứ nói nhau đó, đi về chứ đừng ở luôn chứ nghe. Ý nói đi xuống dưới là hy sinh vậy đó. Thì như vậy là mình cũng còn sợ máy bay đồ dữ lắm, nhưng mà rõ ràng tới chừng sáng ngày đó là không có thấy chiếc máy bay nào hết. Trong khi đó là xe tăng nó xuống tới thì có cái xe kéo pháo phòng không mình đó đi trên đường. Nào đi xuống đường vậy là đi qua cái cầu Sáng, cái cầu xe tăng qua cái sập. Sập cái cầu, chiếc xe nghiêng sập bên, còn bên chiếc xe nghiêng về. Đi bộ thì trèo thành cầu đi qua mà là khó khăn lắm. Rồi anh em trong chiếc xe thì chung ra rồi bỏ chiếc xe đó lên. Rồi bộ đầu còn bên nay là bắt đầu bắt ghe đó, kết bè là hành quân đi. Thì nói chung thì đi cũng thuận lợi, đi xuống là tới cái điểm mình là ngay chỗ tòa hành chánh gia đình, tức là chỗ đó ngay giờ ủy ban nhân Bình Thạnh. Giờ tiểu đoàn tôi thì đóng quân ở bên cái trường học đối diện cái lăng ông Bà Chiểu, anh em nó mới lái xe vô, lấy xe reo, xe RMC với xe Jeep đó, xe RMC quẹo vô, bị anh em mới vô đó mới hỏi ai biết lái xe thì dọc cũng không biết, là lấy cái chạy vậy mà cán cái trụ cổng trường cho nó sập lên xe vô hết được. Thì như vậy là vô đó nằm ở đó là cái khoảng 8 giờ, cái hậu mẹ hậu chị gì á là đi đem gánh cơm lại đó, để cho bộ đội ăn. Mà hồi đi á thì sinh hoạt bộ đội á là xuống là không có được ăn gì hết. Nói chung cái cảnh giác cái Phượng Hoàng Thiên Nga của tụi nó đó. Thì cái anh chính trị viên trưởng á
mới phân công tôi là tiếp cái số người mà gánh cơm tới. Tôi mới tiếp, tôi hỏi chứ cơm này là ở đâu đem lại, rồi ai tổ chức. Mấy bà mới nói là cái này chị Cúc tổ chức, chị Cúc cầu bạc cầu bông á. Tôi hỏi bị chị Cúc đó là hầu cũng cơ sở các bạn, tôi hầu còn đi học ở Sài Gòn ấy là tôi cũng hoạt động mà. Rồi mới bị bắt. Sau đó mới về chiến khu luôn. Thì như vậy là mới nói chị Cúc, tôi mới nói mấy chị đó, tôi nói giờ làm sao chị kêu chị Cúc lại giùm tôi được không? Cái lạc đặt mấy bà lấy xe đạp chạy về cho cô Bông, cách đó cũng cỡ khoảng 700-800 mét vậy đó, mới chở chị Cúc tới. Gặp tôi quá mừng quá trời. Thì tới chừng gặp rồi tôi mới báo cáo với chính trị viên tiểu đoàn đó là cái này là cơ sở cách mạng mình, mới cho anh em ăn. Nhưng mà thực tế thì cũng không có ăn, tụi tôi ăn rồi. Mới dọn ra cái sân trường đó là 5-6 mâm gì lấy điểm đó, chiếu trải dài sau đó dọn. Thì cứ một mâm vậy đó, cho tiểu đội ăn. Tiểu đội là cũng xen xen chứ không phải nguyên tiểu đội. Thì nó tóm lại là ăn cho có thôi, chứ còn không phải là mình không ăn mới chỉ buồn. Thì mới ngồi đó ăn chút xíu rồi đó, thì sau đó cỡ chừng 4-5 ngày sau á, thì thấy tôi hôm trước công tác phong trào mới điều tôi qua làm bí thư quận đoàn. Bí thư quận đoàn của hầu đó là quận Thạnh miền Tây. Thì ở cái quận Bình Thạnh bây giờ đó là hồi trước gồm có quận Bình Hòa với quận Thạnh miền Tây. Mới giải phóng xuống á, thì cái đó là hai cái xã của địch. Mình làm hai cái quận mới đưa tôi làm bí thư quận đoàn của cái Thạnh miền Tây. Thì cũng có khoảng gần hơn tháng gì đó, thì cái anh Ba Luân là bí thư quận ủy Củ Chi hồi đó nó mới cũng đi theo cái đoàn xuống đường, rồi tới chừng giải phóng rồi mới điều ổng về trên Củ Chi để làm lại. Bị rút trên này cũng rút ruột luôn, không còn cốt cán mà. Thì ổng mới nói không, giờ tao về, mày đi về chứ là. Thì ổng dắt tôi về Củ Chi làm tiếp tục cũng cỡ mấy năm sau mới chuyển tôi qua làm bên kinh tế, đưa tôi làm nông trường. Rồi tới sau cái làm đó là già da, tới già da là kể như là tôi nghỉ hưu luôn. Rất là cảm ơn bác Hùng. Không biết là bác bao nhiêu tuổi nhưng mà trông thì cũng là cao tuổi. Tuy nhiên là bác Hùng đã có thể nói một mạch từ những ngày binh vận cho đến khi mà giải phóng miền Nam và đến lúc mà bác về hưu luôn. Đấy là một cái trí nhớ mà những khá là minh mẫn. Trí tuệ. Câu chuyện của bác Hùng thì em xin có một cái câu hỏi như này. Khi mà binh vận ấy thì các bác thường nói cái gì ạ? Thì nói chung á, bình dạng á thì mình nếu mà đi phát lo đó thì kêu gọi nó trở về với dân. Mỹ là kẻ xâm lược. Còn cách mạng thì có chính sách là 10 điểm là rồi còn số khác thì rải trường đơn. Trường đơn, tôi nói cái vụ trường đơn này là còn trường đơn thì ngay đơn vị tự in lấy, tự rải, tự viết, tự in rồi tự đi rải luôn. Thì tôi là người chấp bút, tôi viết rồi có lúc thì thông qua mấy ông lãnh đạo, có lúc cũng không có thông qua, bị viết mấy ông biết rồi. Thì in mà in tranh xin, mà tranh xin thì in kéo tay chứ không có máy móc gì hết á. Thì tôi cũng tự in luôn, tức là tôi đánh máy với sáp á, rồi đóng khuôn in hình chữ nhật cỡ 3-2 tấc rưỡi gì cỡ 4 tấc, vừa tờ khổ A20 à. Nhưng mà có lúc không mua giấy được, phải mua giấy tập.